Mặc áo tím để giới thiệu tranh Long Nhật mà cuối cùng lại bị chiến thắng tranh mất. Thưa quý vị, chúng ta đã vừa thưởng thức một ca khúc nói về khúc ruột miền Trung. Và hết miền Trung, thực ra thì miền Trung vẫn còn. Nhưng chúng tôi muốn ngay lúc này đưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với những tiếng cười của phương Nam đầy nắng và gió. Những con người miền Nam sống vô cùng hào sảng. Và tiếng cười của miền Nam có những điều gì khác với miền Bắc? Từ nãy đến giờ chúng ta đều thưởng thức những tiểu phẩm của những gương mặt nghệ sĩ hài miền Bắc. Còn bây giờ là gương mặt của hai nghệ sĩ gạo cội của sân khấu hài miền Nam. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức tiểu phẩm ngay sau đây với phần biểu diễn của hai nghệ sĩ, hai danh hài Bảo Liêm, Bảo Trung. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Everybody say yes! Yeah! Sung cho nó đỡ buồn ngủ. Ra là thấy sung rồi thấy không? Dạ kính thưa quý vị, dạ trước khi biểu diễn, dạ Bảo Liêm và Bảo Trung xin hân hoan chào đón quý vị và dạ, xin cầu chúc cho quý vị một năm được làm ăn phát tài. Tết là phải có không khí đó. Phải chào bà con cô bác đàng hoàng. Xin chào quý dượng đẹp trai, quý dì đẹp gái, quý chị gái chưa chồng, quý anh trai chưa vợ. Chào chào quý mợ phong lưu, quý ngài, quý phái. Chào từ phải qua trái, chào từ dưới lên trên. Chào tất cả mọi bên, nói chung em chào hết. Chào thôi là áp phê rồi. Ủa Tết có gì buồn khổ như vậy? Ủa sao lại ta đứng ra ta chào quá trời, tự nhiên anh khóc là sao? Đâu có, tôi cười mà. Ủa cười đó hả? Hỏi bà con, tôi bước ra là tôi cười nãy giờ mà. Ủa cười sao dòm chứ khóc quá vậy? Đâu có, tôi cười đó. Ủa cười vậy đó hả? Đẹp không? Trời ơi, nói không phải nghe nha, trời ơi, xấu banh nhà lòng luôn á. Không dám đâu. Ở nhà mẹ tôi khen tôi lắm. Khen sao, khen sao? Mẹ tôi nói, con ơi, sao con cười giống vượng râu quá. Ông đó ông trời cười có duyên, của anh cười không được. Cười gặp bà con cô bác nhân dịp xuân về là phải cười khác. Cười sao? Gặp bà con cô bác là phải cười nụ cười nè. Ê, mày... Ông cười phải có thắng vậy đó. Bậy, cười giống xe nó phanh lại quá. Chứ anh cười sao để lấy nụ cười của khán giả coi. Mình đi ra đường tức là gặp những cô gái Hà Nội rất đẹp mình phải cười làm sao người ta có cảm tình với mình. Làm liền cái coi thử coi. Ủa anh mới cười đó hả? Cười á. Làm lại cái nữa coi. Đi chơi mình đi. Sao vậy? Trời ơi, tôi đi anh mà đi ngang Hà Nội là thế nào ta cũng nói anh ghé vô đi, đi anh Liêm ơi. Mình tới quán lẩu dê rồi. Trời ơi, cười vậy mà hôn hô cười cắm tình. Thôi giờ bỏ vụ cười qua bên đi. Nhân dịp xuân về gặp bà con cô bác khắp nơi, chào chúc đàng hoàng cái ngon lành nè. Anh làm trước đi. Bây giờ năm mới mình phải chào theo dần đi. Dần sao? Ví dụ như tôi là thường thường tôi khoái làm ăn mà phát tài cho nên là năm mới tôi sẽ xài dần ai ái ải. Ai ái ải có chữ ai ái ải thì ăn không có là thua. Có nghĩa là từ đầu tới cuối là dần ai. Đúng rồi. Mà nếu có dần khác nó tát vào mặt. Chắc chắn chịu vậy luôn. Rồi. Nghe nha. Rồi. Dạ kính thưa quý vị. Vậy vậy. Gì vậy? Hồi nãy nói tôi là dần ai. Trời ơi, thì chưa vô mà trước khi gặp bà con của bác mình phải chào bà con rồi mình mới vô câu chúc của mình được. Không chứ. Mở lời là vần ai. Rồi làm lại. Dạ kính thưa quý vị, nhân dịp xuân về và Bảo Liêm và Bảo Trung xin cầu chúc quý vị một năm được làm ăn phát tài. Ai? Sức khỏe thì trường thọ dẻo dai, còn hạnh phúc thì bền lâu mãi mãi. Hay. Ai ái ai. Đúng, đúng. Coi chúc mấy chị nè. Xin cầu chúc cho quý chị, quý cô, dù chân ngắn hay chân dài, sắc đẹp mãi không phai. Ở chỗ nào dư, mình mài. Chỗ nào thiếu, có mình lại. Để có một sắc đẹp liêu trai, mấy anh nhìn phải quỳ lại. Hay ta? Thấy chưa? Cái đó là mấy chị và chúc mấy anh nè. Sao? Xin cầu chúc cho quý anh, quý chú, dù xấu xí hay đẹp trai, vẫn đáng mặt đất anh tài. Sức khỏe thì như hổ như nai. Mấy chị muốn cài đêm hay cài ngày, mấy anh cũng không bao giờ bỏ chạy. Dữ dội không? Dạ lời chúc tôi không dài. Nếu quý vị thấy em tay, xin cho anh tràng pháo tay đỡ ngại. Chào cái là vô liền. Nhưng mà chúc như vậy là chưa hay. Ủa chưa nữa hả? Tại năm nay là năm con gà à. Mình phải chúc dần tức là dần sao có phải thôi phải không? À. Làm thử cái. Mà
mình chúc phải khuyên bà con. Chúc mà khuyên luôn. Muốn khuyên bà con đó, lấy cái xấu của mình ra mình khuyên bà con. Rồi làm thử cái học tập. Nhớ lấy cái xấu của mình ra nghe, rồi, mình khuyên rồi, bà con nghe. Rồi. Năm nay là năm con gà. À. Xin cầu chúc cho quý vị gần xa làm ăn tiền bạc đầy nhà, trong tủ nhiều vàng lá, trong túi đầy đô la. Đó, cái đó khoái. Nhưng khi có tiền rồi đừng nên sống xa hoa, ăn nhậu say la cà, đi tới chỗ massage, không lo cho vợ nhà mà lo cho vợ người ta. Cái đó thấy nguy rồi đó, chưa thấy khuyên mà thấy nguy rồi. Ở đời đừng nghĩ rằng ông ăn em rồi bà ăn chả, chuyện tình tan rã, trong nhà sẽ không còn tiếng cười rộn rã. Ủa nãy chút mệt thấy bà không thấy vỗ tay thôi vậy ta? Đã. Trời ơi gài nữa. Chút mà có gài nữa, cái này là canh lấy lì xì nè. Không nào, nó khuyên gì đâu, thấy khuyên gì đâu. Bây giờ là khuyên nè. Đâu khuyên thử cái coi. Dần A luôn. Ờ, A nha. Tất cả các bạn thanh niên đang ngồi đây, nhớ đừng giống Bảo Chung. Úi dạ, nhiều nổi. Mới nói A, ta cờ nhào vô Chung. Chung là ung mà. Người ta chưa nói hết. Ủa chưa nói hết hả? Còn chữ nữa. Thì giống nãy ông làm tôi một cái, giờ tôi làm lại một cái. Rồi làm tiếp đi. Nghe kỹ nha. À. Tất cả các bạn đang ngồi đây, nhớ đừng giống Bảo Chung nha. Nha. Được, được, được. À. Có một lần tôi lén bà xã đi tới chỗ massage. Đang massage đã, bỗng nhiên bả ra. Chết không? Nắm cổ lôi về nhà, tay cầm cái chổi trà, miệng thì bả cứ la. Năn nỉ hồi tưởng bả tha, tôi liền cười ha hả. Bà tát một cái mặt sưng chà bá má, tôi nhìn không ra. Từ đó tận tới già không dám đi massage. Nhớ đừng bắt chước Bảo Chung nha. Cũng được, cũng được. Rồi bây giờ chào chúc xong rồi nè. Ừ. Giờ vô cái phần chính của mình. Ê, trời trời. Hả? Trời bữa nãy quên để ý ta. Sao? Lúc này hết chạy không xe ôm rồi sao mặc đồ đẹp vậy nè. Ôi, cái đó ngày xưa. Hả? Giờ lên đường bật. Phải không? Xích lô Uber. Ngon hơn hồi xưa nghe không? Phải không? Uber là phải đặt đàng hoàng, trả bằng thẻ tín dụng mới đi à. Mà Uber sao mặc đồ đẹp vậy? Ngon rồi, làm ca sĩ mà. Ca sĩ? Ừ. Phải không? Nghe cái biểu diễn đầu năm cho bà con cô bác hưởng một mùa xuân mới nè. À. Hát bài gì? Tôi sẽ hát một bài hát mang không khí quê hương. Bài gì? Một bài hát mà hở mở ra cái là có không khí mùa xuân liền. Bài gì? Xin giới thiệu với quý vị một bài hát mang hương vị mùa xuân. Xin quý vị thưởng thức bài hát được mang tựa đề Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa. À, hay. Bài hát là hay. Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa. Trời ơi trời, hay quá vậy. Vì xuân xưa khác với xuân này. Đón xuân này xuân xưa khác quá, xuân này khác với xuân xưa, nên đón xuân này tôi nhớ xuân xưa. Vô vào cho đúng nha. Vào cho đúng bài nha. Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa, vì xuân xưa khác với xuân này. Đón xuân này xuân xưa khác quá, xuân này khác với xuân xưa, nên đón xuân này vẫn nhớ xuân xưa. Gì vậy? Đi đi! Nát bậy cái đại hoài. Tao đang hát mùa xuân ngon lành gì mà anh làm vậy? Có mấy chữ hát đi hát lại hoài. Thì xuân này nó khác xuân xưa, anh phải cho tôi hát từ từ anh mới thấy nó khác như thế nào chứ. Trời ơi, xuân hồi xưa đâu có được sung sướng như xuân bây giờ, thấy không? Không biết hát, tôi dạy cho. Biết không? Thầy dạy âm nhạc nè. Trời, dữ dàng. Không hát nhạc Việt Nam. Chứ là hát loại gì ở đây bây giờ? Nhạc rap. Nhạc của Mỹ luôn? Không. Chứ vậy anh hát nhạc nước ngoài mà của nước nào? Campuchia. cũng được, nước ngoài đi, chấp nhận. Nhưng mà hát thể loại rap phải không? Rap Campuchia. Nghe giới thiệu nè. Làm bài hát bằng tiếng Campuchia. À rồi.
Sau đây mời quý vị nghe một bài hát Campuchia được mang tên Un Selen Bon Té. Yeah. Si bai prayamik chat sa ngay in chot mot tuat sana tet khanyum kang tai tuak srong. Yeah. Rui rui khá nhóm tàu ná xa lên bón tế. Run run tay bục tục tay mơ. Rui răng hết răng sao nhai. Dạ. Dịch dịch dơ dơ hết răng sao nhai bọn ơi. Dơ. Nói ta ông cũng vậy à. Hát phải thông dịch người ta mới hiểu chứ. Nước ngoài phải dịch người ta ra người ta mới hiểu. Hát cái gì không tự nhiên mà nói nhạc Campuchia gì 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 có bung sà rong coi chơi là sao? Đâu có nói, có tôi có hát cái bài câu đó không? Bảy trăm ba cơ mà tết nhất nha. Chết cha vậy tôi hát chưa tới Campuchia. Ủa chứ tới đâu? Mới tới Móng Cái à. Trời ơi. Nó nói anh nghe hát cái gì phải ra cái đó mới được. Quê hương. Mùa xuân là mình phải có cái ấn tượng gì cái đó. Coi tôi hát học hỏi. Hát gì? Hát những bài hát mang âm hưởng quê hương dân tộc. Để cho mọi người cùng nhau nhớ về cội, về nguồn. Nói đi ha. Liên khúc, đông tay phối hợp. Là sao? Nghe rồi biết. À. Vô em. Về quê hương. Bước xuống máy bay. Đó, gặp quê hương mình. Gì cha? Cái gì? Làm vậy? Xúc động. Trời ơi, tôi gặp bà con dòng họ tôi ra đón tôi. Trong đó có con bồ cũ bây giờ nó già quá trời quá đất luôn. Mày xúc động chứ. Nghe nè. Thôi nha. Gì vậy? Không hát mà cái làm được. Trời ơi, tôi nói xúc động. Thì hát đi, xúc động hoài. Làm lợi. Để tôi tới gần gần con nhỏ đó tôi ca mới được. Tè. Tại cứ tưởng tượng tôi là con nhỏ đó đi. Rồi vô nè, vô nè. Em ơi, đường giao tình yêu có trăm lần vui có vạn lần sầu. Trời ơi, giống anh ba Ngọc Sơn quá. Đúng rồi, lúc anh ba Ngọc Sơn bị ốm á. Riêng tôi sầu khổ biết có cùng ai đây. Bây giờ vô đặc sản. Vô kìa, vô, vô luôn đi. Tội thân phận sao quá đăng cai của dì bà Tám bà Hai. Nó mặc giống như con heo quay. Tôi thề nếu có nói sai cho chị Tám chị Hai bè lòi cả đổi tay để trở thành con ma lai. Tối tối cứ bye bye ăn chất đắng chất cay mà người ta dục bỏ không. Nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa. Đóng kín vậy vậy? Để quên hết đi những việc trong nhà. Ngày ngày tôi lo cơm nước, đêm về phải giữ con thơ. Hết đâu cơm giặt đồ rồi rửa chén. Disco! Go! Xin hãy hôn em thật lâu. Gì vậy? Mai ta đã xa nhau thật rồi. Vậy rồi. Anh biết khi tan bóng đêm bình minh rồi sẽ đưa em thật xa. Con lại cha. Tôi đang hát đông tây phối hợp không? Ông nhào vô gì trong đó vậy? Thì nó techno. Techno của cổ nhạc. Đâu biết đâu, tưởng là tới tôi. Không, tự nhiên nhào vô à. Techno cổ nhạc nó như vậy nè. Định mình trái ngang đường đời nói ngã đường bà đi đường tối tôi ở tình nghĩa đổi ta tôi thề muốn kiếp chia lìa bon. Thiện tai, thiện tai. Dạ hết rồi, vỗ tay. Vậy hết hả? Đó, vậy đó.
đông tây phối hợp mà, thấy không? Vậy là hay đó hả? Vậy là ngon lành rồi. Tết nhất mà vậy là vui rồi. Chứ còn ai như anh hát lung tung hết trơn, hát cái gì? Bây giờ tôi nói nghe nè, anh hay phải không? Bây giờ người ta nói tôi với anh là kỳ phùng địch thủ, đúng không? Bây giờ muốn sao? Anh hát một bài, tôi hát một bài. Gọi là liên khúc đó phải không? Chừng nào người không có bài là thua. Rồi, làm thử gái coi. Không, dạ. Nhưng mà có chủ đề đàng hoàng. Bây giờ anh muốn chủ đề gì tôi hát chủ đề đó. Tôi đố anh nha. Tết trên bàn thờ á, nhà người ta cúng cái gì? Trời ơi, bây giờ qua tới nước ngoài người ta còn giữ phong tục tập quán mà anh không biết, hỏi làm gì? Tết nhất trên bàn thờ là phải có trái mãng cầu, trái xài, trái dừa, trái đu đủ. Đó là người giàu người ta cúng. Giàu mới cúng như thế. Cầu xài dừa đủ, nghèo cúng khác. Cúng sao? Trái mãng cầu, trái chôm chôm, trái dừa, trái đu đủ, trái xoài. Là sao? Cầu chôm, dừa đủ xài. Tôi biết hết mà. Phải. Ý tôi muốn nói là bây giờ đó, tôi sẽ cho anh cúng mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết. Rồi sao? Cho anh lựa trái cây và lựa bằng âm nhạc. Trời ơi, vậy nãy giờ không nói rõ ràng. Tức là năm mới bây giờ là mình cúng trái cây theo âm nhạc. Nhưng phải lựa trái cây đắt tiền. Mắc tiền. Không có đụng hàng. Không đụng hàng. Rồi có luôn. Nói về cúng trái cây là tôi thường xuyên cúng. Rành lắm. Cúng trái ngày đầu mùng 1 anh nghe cái là hết hồn. Không ai dám cúng. Đồ dữ mà. Mà đắt tiền không? Đắt tiền, không ai dám mua mà cũng không ai dám ăn. Chỉ có một mình nhà anh ăn. Mình tôi dám cúng, một mình tôi ăn. Tôi biết quả gì rồi. Quả gì? Lựu đạn. Không có nhà nào ăn hết, mình nhà anh hả? Tết nhất nha, Tết nhất nha. Cúng trái đó là anh thấy là không thể nào nhà nào dám mua để trồng. Cũng không dám bỏ lên bàn thờ cúng ngày mùng 1. Trái gì kinh vậy? Nghe nhạc rồi biết. Muốn nhạc mà phải không? Nghe nha. Mẹ. Cái gì? Mẹ một nhành cây, nhành cây trứng cá, để đem vô trường chia trái cho em. Trứng cá dám cúng không? Nhà anh cúng trứng cá. Mùng 1 cúng trứng cá mới ghê. Cúng xong rồi cả nhà ăn trứng cá. Không, trứng cá là nó nở ra cá. Giàu mà. Dạ, giàu quá. Rồi anh mùng 1 anh cúng trái gì? Nhà anh giàu á, thì anh có trứng cá anh cúng. Đúng rồi. Nhà tôi nghèo. Nghèo hả? Đâu có tiền mua. Vậy cho anh cúng cái gì mà anh đòi anh so với tôi? Mẹ tôi năm nay 76 tuổi rồi. Tội nghiệp. Còn mua gánh bán bưng. Ủa mà bưng gì? Vàng. Trời chảnh thấy ớn luôn. Mẹ tôi có mấy tiệm vàng ở Hàng Đào, Hàng Ngang nè. Rồi vậy là anh cỡ đó, anh cúng cái gì đâu, nói cho nghe. Nhớ. Nhớ gì? Nhớ mùa chôm chôm trước. Mùa chôm chôm kỷ niệm biết bao nhiêu nồng thắm. Chôm chôm. Mùng 2 người ta còn chưa dám cúng qua tới trái đó. Mà anh mới mùng 1 anh cúng trái chôm chôm. Trời, chúng cái chung chôm vậy mà nói nhà gì mà mẹ tôi cầm vàng ra bán. Vậy á. Đây nè, bỏ mùng 1 qua mùng 2 coi cúng nè. Cúng gì? Cũng không đụng hàng. Hả? Cỡ nhà anh không dám ăn. Ghê. Mẹ tôi cũng già. Ở mùng 2 tôi cúng là tôi nhớ mẹ tôi. Hiểu rồi. Mẹ tôi kìa. Đó. Anh nhớ tới mẹ anh. Nhớ mẹ. Đừng khóc mà, đừng. Mùng 2 cúng nhớ mẹ. Thôi khỏi hát. Anh nhớ tới mẹ anh là tôi biết anh hát bài gì rồi. Anh biết tôi hát bài gì? Bài gì là bài gì? Có trái gì? Vú sữa. Mẹ tôi chết rồi nha. Trời ơi, ở đâu ra được trái vú sữa ông nội? Nghe ta hát đàng hoàng. Thấy mẹ. Mẹ. Vô nhạc nha là biết cúng trái gì. Mẹ già như vui chết cây, gió lung mẹ rụng con ngồi mồ câu. Trái chuối. Làm cho dữ này, cảm động làm điên gì vậy? Chuối. Ủa chuối mùng 2 ai đâu ai dám cúng? Trời ơi cha ơi, chuối có 5.000 đồng một đống vậy nè. Vậy chứ anh ngon mùng 2 anh cúng trái gì? Ai đứng như bóng dừa, tóc dài bay trong gió, có phải người còn đó là con gái Bến Tre? Ủa là trái gì? Bến Tre có nguyên cái vườn dừa. Ba tôi có nguyên cái vườn dừa. Má mày chỉ có nải chùi.
Nãy chùi là nãy gì? Chùi. Trời ơi, mùng 2 ông cúng dừa. Mùng 3 cúng đi. Mùng 3 cúng cái gì? Thì cúng trước đi. Vô. Cho ta cái tông nhạc ơi. Người ta biết biết ta hát cái gì chứ. Có rồi gì? Anh cam chịu chấp nhận ngồi yêu thương trong trái ngang khổ đau. Ê, 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 khoan. Trái ngang là trái gì? Là trái cam. Gì? Anh cam chịu là nhà tôi cúng trái cam, không phải anh cúng trái dừa. Trời ơi, vậy nghe cũng không ra nữa. Nó chơi với anh với tôi và anh là kỳ phục địch thủ mà. Ờ, thấy không? Thấy cũng ngon lành không? Mình hát tới sáng cũng chưa hết nữa. À. Tại sao gặp bà con Hà Nội đông quá nè? À. Mình không gom lại hát bài hát tặng bà con cô bác Tết được không? Rồi, đúng rồi. Hát một bài hát tặng cho bà con cô bác một mùa xuân an khang thịnh vượng, là biết không? Bích. Chúc bà con bé thơ cụ già vui vẻ đều. Tiếng cười vui, trái cây như là tiếng pháo. Chúc vào sáng, chúc tiền vô khắp đời cho mọi nhà. Và tình yêu thắm tươi như ngàn nụ hoa. Và tình yêu thắm tươi như ngàn nụ hoa. Và tình yêu thắm tươi như ngàn nụ hoa. Và tình yêu thắm tươi như ngàn nụ hoa. Hết rồi. Và tình yêu thắm tươi như ngàn nụ hoa. Hết rồi. Và tình yêu thắm tươi như ngàn nụ hoa. Thôi! Hết rồi, ca hoài, chào bà con cô bác đi vô. Bảo Trung Mô Liêm xin kính chúc tất cả quý vị được an khang thịnh vượng, vạn sự dí, xin chào, tạm biệt.